chào cả nhà. Hello mọi người. Hôm nay em chở cả nhà em đi lên cảnh bây giờ đang rất là đẹp. Đây sau lưng em là Thanh Vân Đắc Lộ, đường lên ga để lên thẳng tới đỉnh. Mọi người nhìn sau lưng nè. Thấy chưa? Thấy máy bay chưa? Thấy gì thấy bên tao à? Đẹp lắm nha mọi người. Như là một cái thành cổ, như là một cái thiên đường hạ giới đẹp à. Chưa mọi người thấy mây nó đang bay rồi.
đến Phan Xích Phan về. Đi cũng báo cáo mà về cũng báo cáo. Chào mọi người. Đây, cả đoàn em đang chuẩn bị đi cắt keo về. Một toa cắt keo này chứa khoảng 30 người. Rồi vào. Còn mình đang đi lên đỉnh Phan Xích Phan thăm. Xung quanh này là mây rồi sương che khắp lối. Đây là một cái toa cáp treo. 30 người. Rosie. Đấy, còn chúng em lực lượng hùng hậu. Tranh thủ vô nào. Wow, mami, Rosie, một toa như vậy là 30 người nha, cả nhà ơi, toa như vậy 30 người đây, nhiệt độ đang khoảng tầm 5 độ gì đấy, lạnh quá trời, rét buốt cống cái tay luôn, mở bao tay ra chụp hình muốn chết luôn. Đây chuẩn bị mọi người chuẩn bị nhé. Mây bay kìa. Thấy thấy chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy toàn này các bạn. Đấy, đây đường nó đâu có nó còn cái gì. Không có dây đường nổi. Đấy, mọi người coi nắng lên rồi, nắng lên rồi. Ủa đi. Đây hả? Bay bay lững lờ núi sông đàn mọi người thấy không? Cho nên lắm. Có cái đặc sản là mây á. Cả đoàn nhà mình đang ở cáp treo lên đỉnh Phan Xích Phan. Bây giờ là đang xuống. Cáp treo đi xuống mọi người nhìn đẹp không? Núi này là núi Hoàng Liên Sơn hả? Chị.